Ồ vậy. Đúng rồi, ông ba nhiều Tự hơn mà, nhiên ông chung lâu rồi, ba anh tuổi ba à, ba tuổi Tú. là 2 tuổi hả? Từ đấy, Không bà ngồi phải, lại, mà bây nhìn giờ cái kêu mình rồi ông lại nó mắc ra 2 tuổi kiểu rồi. mình cứ ngó qua cái lên cái áo này là mình cứ tưởng là mày, mày trường cũ của Mày mình không trang à. 15 buổi đó mày, mày bật cho ba hết, nếu mày bật thì ra là sao? Thôi trong lúc này được, mày ngồi nghỉ ngơi xíu cho anh em nghe Rồi bo anh 100 nghe. tặng anh em bài nha. Bo 100. Yeah. 2020 à, dừng gấp 2020 à. Dân miền Tây, tụi mày chỉ biết hút không chịu biết khám phá. Đứng dậy mà cầm sách bút mà đi với tao mà đánh giá. Tao đưa mày về châu thổ xem thì mà đánh cá. Còn mấy thằng nhóc mà không có thích vui lòng mà tránh ra. Mời mày bước tới đất miền Tây tao cho mày nghe tiếng đàn cò. Muôn màu của sông nước nhà mày sẽ thấy cái đàn cò. Mày đi thì đừng có lo những thứ ở đây là đáng có. Đó cũng đem có chết tài nguyên thiên nhiên đã ban cho tụi tao. Bát ngát đầm xem mà tháp mười. Miệt vườn có cái bè qua quả sò cát bưởi. Còn đa dạng hải sản lúc nào cũng phải tươi. Tao nói mày nghe đừng chầm trà sư. Ốc xi là phải hửi. Còn chén cơm tụi mày đang ăn là nhờ cánh đầm của ngoại tàu. Công nhân mình cầu cái gì công dân cái con cặc gì vậy. Mày qua Long Xuyên chợ nổi alo cho bạn tao. Nó sẽ đưa mày đi thật xa và hỏi muốn chơi cái loại nào. Đi về Sóc Trăng quê tao mà chơi đi. Tụi tao kèo, tụi tao lái khoái, tụi tao hái, tụi tao quấn cho tụi mày hay. Thấy thì đừng có hút lên là sao đường còn dài. Ok tao cho mày cưỡi con dơi sải cánh 1m2. Uống đi, ở tía tao nói mày uống đi. Mày cầm ly rượu mày uống đi. Mày chơi xả láng rồi sáng về sớm cho người ta kết mày uống đi. Ở rượu Xuân Thạnh nó uống đi. Từ bên Trà Vinh nó uống đi. Anh em ta xỉn anh em ta tới nái luôn mày uống đi. Và tao từng sống ở Sài Gòn như ở đời. Và tụi tao đang bóng nơi tao xin là ở chợ mà thôi. Mà thôi đi về về tao nếu mày muốn thấy điều đáng sợ. Và tao có thằng bạn đang định ở núi Châu Đốc là gangster. Nó cứ nhắc với tao biên giới có cái khu là casino. Thằng anh đang đi bên dưới người đi vào đi ra đi vô. Nhưng tao nắm hết tỷ số chăm như trà atiso. Khi đêm xuống phố lên đèn nó đó là đẹp như Tokyo. Nghe radio phát sóng đầu làng đang tiên dương anh tư địa. Thu chi của thằng đầu đàn khi nó có tiền anh tư xỉa. Nhưng mà tụi tao tuyên bố là dân miền Tây chơi đúng nghĩa nè. Đầu có thì chúng trẻ mày kêu ta khoai thì còn khuya. Còn nhớ câu chuyện mà không còn đầu xuống hai dao. Nhang đèn tiếng nóng kèm theo bùa chú là thầy tao. Ổng giao tao đi thông não mấy thằng không biết sống sao. Đứng dậy đi mà nên động não để ngày nào đó được giống tao. Anh em miền Tây ta bập bình giặt gìn và gặp gình. Cảnh đẹp nơi đây và tụi nó thấy nên người phương Tây được chụp hình. Có khi ánh nắng như cực hình, gió lãi đang chèo với lục bình. Những lúc phải tính bộ não của tao kết cấu y như được lập trình. Mấy thằng chó tụi mày thì không biết đồng bằng Cửu Long là gì. Mày không biết chợ nổi quê tao là gì. Mày không biết những con người luôn sống vì công việc. Tất cả nỗ lực để kiếm miếng ăn. Đuối quá, tay có nhiêu đây thôi đó anh em. Đuối có nhiêu đây à. Sao cái hình này mày rút tới đâu thấy tới đó vậy. Lý Hữu qua 2020 xem. 2020 thì mình nghĩ ít là có 19 bài nè. Nhưng mà để xem ít có chất lượng không. Cũng thấy thôi, đi già mày đi vòng vòng cũng thấy thôi, đi kiếm cho ba đi. Càng giỏi ăn hiếp con không à. Hay quá, ăn hiếp mẹ thử coi. Nè, mày đừng tưởng là tao không dám ăn hiếp bả. Chẳng qua là tao lỡ để bả lên đầu, lên cổ của tao rồi tao thờ thôi. Biết chưa? Mày để đi. Sợ vợ. Nè, nói cho mày biết, sợ vợ là sống lâu nghe con. Còn tao là bất tử rồi đó. À, mày đi vòng vòng cũng thấy thôi, đi kiếm cho ba đi. Càng giỏi. Trời ơi, ông nội nào đụ mắm béo lên đây chứ ông nội. Tưởng cái gì, tưởng ông chế, ông chép, ông ghép hay là cái gì chứ. Cái này là đi thấy rồi. Bạn tôi đó. Trời ơi là trời. Để lò mày học. Là cái mặt 500 set. Nên là bán cho mấy tình yêu giá yêu thương 99 ngàn set. Ui, cái áo này đẹp dạ, quá vậy ta. 60kg đổ lại mặt vừa nhá. Cái yếm này mình có thể mặc riêng với lại quần đùi cũng được luôn nha. 99.000 một set cho em ba màu.
Chốt đơn quá, phải chốt đơn liền quá. 99 ngàn cho em nha, ba màu. Chị ơi. Chốt đơn chị ơi. Chốt ngay và liền cho em luôn. Tầm này phải kêu. Vải của áo nè, mấy tình yêu nhìn nè, vải của áo nè. Nha, không phải là hàng KT miệng đâu nha. Trời ơi, em nói thiệt luôn, em mặc cái áo yếm nó này. Nó vô thế nhờ. Em may dài tí xíu lên bán cái đầm thành 30 mấy chục ngàn mấy chị cũng mua luôn. Tại vì cái yếm này của em may rất là nhiều lớp, mấy chị thấy không? Hư quá, hư rồi quá, không được. Lia đâu, diệt bài, tập trung diệt bài. Cái này thì lâu rồi. Cái này thì bánh tráng ở Tây Ninh, cái này lâu lắm rồi, bánh tráng ở Tây Ninh. Dạ ok, một lát làm liền, bây giờ ngưng con nét giùm tôi một cái đụng má mày. Tao nói lần này là lần điều về thứ 100 rồi. Lần này là thứ bao nhiêu rồi? Lúc thì Ascent đừng đô nét. Không nhận đô nét. Để tập trung vô làm reaction. Ủa má mày, có đúng nét ngoài tao tức mà. 5 minutes later. Cái câu của thầy Minh là phải như vậy. Cho anh em mà chưa xem hay không quay. Cho anh em mà chưa xem. Dạ em biết rồi thầy ạ. Em xin lỗi vì phá thầy mặt nếu. Em sẽ không làm V nữa ạ. Mặt nếu. Không em. Phụng quá đi. Thầy nói vậy thôi. Trời ơi, chẳng lẽ bây giờ mấy người em cũng ghét bỏ qua được rồi. Cứ đừng lát rồi hồi ba chết lại. Có tiền cái là mấy thằng em không mà. Chứ thử mà một đô mấy thằng lồn. Mấy thằng lồn này 50 đô cái mấy thằng em của anh không à. Mà coi rồi đúng không? Cái đó nhiều rồi đúng không? Cũng như bao đằng khác thôi. Trời ơi, clip 6 phút được à. Coi nó bắn cho kia. Ấn trưởng phải đúng không? Chút kỷ niệm buồn. Mẹ đẻ người ta ra mà mẹ không thương người ta. Có giáo án sâu lâu đa xuôi hông. Anh cứ cục ra cục. Lên. Đẩy nè được vai. Bắn ghê nè. Ôi thằng này chả không chơi đâu cục ơi. Ngày xưa đẻ đứa con mát lòng mát dạ quê quê. Định giờ khác rồi. Ê, chết mẹ rồi. Cái gì? Anh em coi anh bắn nè. Đợt chơi hép like nha. Anh nhảy con sổ nha. Anh bắn anh né. Anh như chơi 3D vậy, anh ngồi né không à. Nè. Ê, chết mẹ rồi. Rồi nó nhảy anh tát thì mẹ tát kinh thần. À lồn kết rồi, đồ bắt luôn. Cái bạn này phải vừa nhảy xuống anh tát mày luôn kìa. Nè anh còn kêu nè. Nè. Con cặp gì vậy bỏ bò. Có ôm của mình. Cái gói ôm của mình phải lấy độ mắt hay đưa như người yêu vậy. Đúng kiểu bài này là dành viết cho ông Bảo chứ thằng điên gì nữa. Bài này viết cho ông Bảo là thằng điên nữa. Còn mắt nha, bắt được sai. Anh nghe ba nha. Anh và tôi thật ra gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm. Năm. Mà chẳng có chỉ hơn lời thôi. Mấy cái đéo được gì mà cái vẻ mày như là cũng mặc cái áo này nhảy với anh ba bữa tối nữa không kế. Cũng cái áo này đồ mày nhảy với anh ba bữa tối mà giật giờ này phải. Tham. Cái này bè tốt lắm. Ánh sáng chưa ở bên đây nắng hay mưa. Anh và tôi thật ra mại mê thì len nhau. Giờ bài nào hay nè, nếu mà cái bài nào hay á anh em xem hết đúng không? Bài nào hay thì anh em cứ cho phím 1, bài nào không được anh em cứ cho phím 2. Thì giờ mình về theo yêu cầu của anh em đó. Vật cơm một. Đi mẹ hai bài xong nha. A few moments later. Có thể là thầy sẽ collab của Ame vào bài bài tiếng Anh luôn. Collab của Ame. Bên của Ame đã thì mẹ đã liên hệ thầy đấy. Thầy hát thì Ame đứng luôn à. Điệt mạnh lên bông lên hoa liệt chứ. Nghe quên cái góc luôn đó. Mẹ cho mở cái góc. Điệt mẹ ăn sang bỏ đi một cái. Ôi trời, nhắm kiếp nhiều nhá. Nói rồi đổ má.
cái mấy cái chương trình này, game show bây giờ mời mà Sena lên binh bài em nhả đâu thế là dậy sóng liền, cái nền âm nhạc Việt Nam là dậy sóng liền. Sena phải đi thi chứ, tầm này Sena khiêm nhiều quá là phí tài năng đúng không anh em? Anh em mày có cảm thấy khiêm nhiều có phí tài năng không? À mà người ta tên là Amy, vậy mày ăn cái Ame hoài à? Ame rồi nên sau đó thì một hai ngày thì mọi người cũng tỉnh táo lại, tập luyện này không có vấn đề gì cả. Cảm ơn thầy. Bây giờ xin hỏi Sena vài câu ha. Tiên là em có cảm giác thế nào khi mà quay lại đấu trường chuyên nghiệp ở một môi trường rất là khác, một đội tuyển mới của mình? Nghe được và bạn ngọn cái không, chủ lực của Gam, người đưa thông tin Gam cái gì à, Levi chưa đủ tuổi, chưa đủ sức. Gam Sena cần anh, ê Sena Gam cần anh. Đồ má mày coi đánh đường chẩn coi rén đâu, thắng đường chẩn Seren nè, thắng với tụi mình nè, thắng với Seren tụi mình nè, mà ăn rùa đó nha. Em cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng. Và lo lắng là tại sao là như vậy? Vì chắc là em quá tuổi để thi đấu ấy. Anh thấy còn rất là trẻ mà. Vẫn còn nhớ là hồi mà trẻ trâu á. Sena còn đánh chuyên nghiệp đánh ở SF5 đúng không? Lối chơi của Sena lúc đó anh vẫn còn nhớ rất là nhiều ấn tượng mang chuyên nghiệp này xin của em. Bao nhiêu lần rồi đấy. Rất là tốt. Thì bây giờ sang Gam đánh một kiểu rất là khác ở meta hiện tại là meta kiểm soát. Thì meta nào Sena cũng nói nó là bét đó. Cái meta lồn là Sena nó cũng kêu được, mày tú làm được, tú chơi được. Cái này thì mày tú tìm hiểu rồi. Anh em có nghe được bạn mày cuối được bạn mày cứ đó. Cuối mùa, đầu mùa là cứ được bạn mày. Mùa sau được bạn mày thay thế ra, hạt thách đấu. Mùa sau được bạn mày còn kêu trong team này nè. Trong team này ai được bạn mày leo răng đổ không? Ai lên thách đấu trước được bạn mày kêu đứa thua 500. Đứa nào lên đầu tiên ăn hết. Tới giờ ảnh đồ mà ảnh dẫn làng này ở kim cương 1, kim cương 2. Hồi đợt chửi nhau còn hồi đợt chửi nhau hay là khóa ảnh nào ra giờ ảnh bị khóa 14 ngày luôn.